Xin chào các bác nhé. Bên em hôm nay sẽ thực hiện lắp đặt bộ cảm biến áp suất lốp A500 cho Mazda. Bộ này là Mazda 3 bản 1.5. Bộ này sẽ là bộ hiển thị tốc độ, hiển thị vòng tua. Đây. Có sinh nhan. Đây. Có cảnh báo mở cửa. Có áp suất lốp ạ. Đây là áp suất của 4 lốp đây ạ. Hiện tại thì bên em đang tiến hành lắp đặt nên là nó sẽ đang hiển thị màu đỏ ạ. Đặc biệt là với vòng tua và tốc độ thì là màn hình hiển thị màu nhé, rất rõ nét. Đây là đầu van cảm biến ạ. Lắp đúng vị trí cho anh nhé. Quá trình thực hiện thay cảm biến này sẽ thực hiện trong khoảng tầm 15 phút. Lắp các đầu van cảm biến. Với bộ này thì Đăng Phương Auto đang thực hiện cung cấp độc quyền tại Hà Nội nhé, Việt Nam các bác nhé. Các bác cần tư vấn những sản phẩm về đồ chơi cho tất cả các dòng xe Honda, Kia, Mazda, Toyota, bên em đều có những đồ chơi cho tất cả những dòng xe đó. Các bác cũng có thể vào những fanpage Đăng Phương Auto hoặc là website shopauto.vn. Các lốp sẽ được bơm khí đi tơ nhé. Đây là quá trình cân bằng động các lốp ạ. Thank you.
Sau khi đã thực hiện lắp xong cả 4 lốp thì đây ạ, đây sẽ hiển thị tất cả lên màn hình, hiển thị đây ạ, thông số của 4 lốp luôn, nhiệt độ, áp suất. Trong bất kỳ trường hợp nào có lốp lon dưới 1,8 cân thì sẽ cảnh báo lên đây bằng màu đỏ và nhấp nháy nhé. Các bác cần quan tâm đến các sản phẩm đồ chơi hoặc là tư vấn hoặc lắp đặt thì có thể để lại thông tin, bên em sẽ có nhân viên tư vấn nhé. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.